Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em lên cho nhà một con Elgin USA Mỹ nha. Con này dòng thương hiệu Mỹ, máy Nhật. Con này được cái mặt dạ quang ha. Soi đèn cái này. Anh em thích dạ quang 6 kim của Mỹ chốt này, đó, dạ quang full mặt. Dây khóa bản thép. Này mới lắm, này độ mới cao dây. Dây khóa dập hiệu hết rồi. Mỏng nữa nha, dáng lạ nữa ha, bản xương cá. Con này chống nước luôn nha, con này chống nước tới 200 m nè, tự nó đấm cổ chai nè. Đấm cổ chai đáy đáy sấy nè. Đáy vặn nè, đó, 200 m. Có hình hai sư tử ha. Này máy Nhật 6 kim, thường 6 kim một cốt nha, nó sẽ để em cho em thử dây kìa. Con này dây 18, 8 thì thoải mái luôn nha. Gài đi vô. Đeo thoải mái luôn. Thì so với xài mặt này dây 18 quá dài nè, lên tay quẩy nè. Mới ha. Dán cũng lạ. Thì thường 6 kim một cốt sẽ là lịch ngày ha, ngày thứ đầy đủ nè, lịch 24 giờ chỉ ngày đêm nè, có lịch đầy đủ nha. Dạ quang full mặt luôn. Có nhiều anh em thích dạ quang. Đó. Tối á, mình ra sáng cái vô tối cái nó dạ quang ha. Rồi con này để nó sai nữa cái. Xe ngang đo thẳng ha, 6 36.5 nè, nếu mà đo rìa tới 38 8.3. Đứng là 41 mỏng 88. Con này 750 thôi nha, 750k mà X83. 750 mà X83 dòng 6 kim nha, 6 kim ha. Ừ, của Mỹ á. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.